Ê mọi người, hôm qua giờ Út hành hạ con heo dữ lắm. Có rất nhiều anh chị đã chỉ cách cho Út. Thì Út dùng thuốc rê thì nó không hiệu quả. Út, cái con heo này là cái con rừng rặc mọi người. Nó cực kỳ hung dữ. Nhiều anh chị kêu Út là... Mọi người giờ thấy nó đang ở đây không? Là từ hôm qua, từ cái lúc mà Út hành hạ nó tới bây giờ là... bây giờ nó mới lòi ra lại mọi người. Mọi người thấy đây không? Đây này, đó. Là con heo nó rất là mệt, tại vì hôm qua là Út đè nó, Út đè 4 5 cây luôn, đè nó xong rồi giờ nó mệt mà nó cũng không ăn uống gì luôn, tại vì cái con đó nó vẫn còn nằm ở trong cái mũi nó thò thò ra đó mọi người, thì tới chiều nay nó mới thò ra lại chứ sáng giờ là Út canh đó, mọi người thấy đâu canh là không có được. Có nhiều anh chị cô chú nói là sao không bắt bọc cái mỏ nó rồi đổ vô, nhưng mà không có đơn giản mọi người, tại cái đây là cái con heo rừng nó cực kỳ hung dữ. Cho nên là mình không có thể làm gì được nó hết, mình phải áp chế nó. Đây, đây này mọi người thấy không? Bây giờ là Út nhờ anh trai của Út là phải kè của nó, kè nó mà giống như là nó không thể dịch chuyển được á, thì mới làm được nha mọi người, mới ép nó được. Đây nè, giờ anh tư của Út là sẽ đè nó xuống, buộc phải hành hạ nó thôi, tại vì có nhiều anh chị cô chú chị Út là lấy vôi, nhưng mà bây giờ thì Út sẽ lấy mực ong rừng. Đây là mực ong rừng nguyên chất ở trên Gia Lai á mọi người, Út mua để uống á. Giờ Út sẽ lấy để nhét vô nha. Đây mọi người, đó phải làm như vậy nè, chứ không thôi là nó sẽ không có cho mình đụng vô cái mũi nó đâu. Đấy, mọi người thấy không? Đó. Đấy, mọi người thấy nó hung dữ không? Tại vì nó là rừng mà, nó đâu có cho ai chế ngự nó đâu. Này sao hôm qua này? Hả? Đúng chưa? À, vậy đó. Với lại hôm nay nó mệt. Cái con. Và nó đi bơm 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 liên tục bỏ vô mũi nó. Ui à. Đây giờ Út sẽ đổ mực ong ở đây mọi người. Người ta kêu là lấy vôi sống hoặc là mực ong. Vôi. Vôi thì sợ nó viêm mũi, viêm. Bơm thiệt nhiều, người ta nói là mực ong nguyên chất bơm nhiều vô là cái con đó nó tan ra. Đó đó, mọi người thấy không? Nè. Nó dữ lắm, phải để em bên sau, anh em kè lại cho. Đó nó thục thục rồi. Từ 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 để em đè. Nó được không, để em nhét cái này đã, cái bụng nó tuột ra, cái tuột ra được không, nhiều lên thì cái con nó mới tan được chắc. Con ống ở đâu? Đưa đây, đây. Anh kè đi, anh kè đi. Cố lên con. Hít vô, nó hít vô rồi. Cố lên, từ 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 con.
mà chắc nó cũng nằm đâu đó. Bán rồi. Lên bơm chút. Bơm nữa đi ha. Heo nó thích vô. Người thấy con heo nó. Con heo nó chết không ta? Mọi người nhìn thấy tội ghê không? Ra không? Người ta kêu chế mực ong rừng vô là nó tan ra, cái con nó tan ra. Hoặc là cách cuối là vôi thôi. Rất nhiều vôi người vôi thì ăn lỡ mũi. Ăn từ từ lỡ từ từ. Ăn cái mũi héo hả? Ừ. Ý là vôi vô là cái con đĩa đó nó chui ra. Tội nghiệp nó quá. Thôi thả ra cho nó ăn đi. Nếu mà nó không ra nữa thì đừng vôi. Thôi dậy đi con. Xin lỗi nha, xin lỗi em nha. Cứu em thôi mà. Mỗi lần bắt không. Cây cối tùm lum ta. Được rồi, ok. Để đi từ từ đi. Đây nè mọi người, út bơm mực ong nguyên chất rồi nè. Giờ chắc em đổ vô cái thau cho nó hủi quá ta. Đổ cho vô đây chứ. Có cái mùi nữa. Đây. Thôi xong rồi. Nó mệt lắm rồi, nó đuối lắm rồi. Ừ. Qua giờ cứ đè nó ra, mà giờ không đè nó đâu ăn uống được gì đâu. Cái con nó khó chịu quá. Mà sáng giờ đâu có thấy đâu. Tới giờ nó chui ra đi kìa. Nó ăn kìa. Mệt ông thôi mà. Thôi con. Nãy giờ anh thấy nó lú đuôi ra rồi. Vậy hả? Rồi anh đợi anh coi là quen anh thục vô lại. Ừ. Không được. Bởi vậy nó khó chịu trong người nó. Cái này có đầu khớp mỏ lại. Hả? Có đầu khớp mỏ lại. Cách cuối là chỉ có như hồi nãy. Xong rồi mình lấy băng keo á, băng hai cái chân nó lại. Ừ, băng miệng nó lại luôn. Chỉ để cho nó uống nước thôi, mình nằm mình canh. Ừ. Canh mình đợi mình canh. Nhiễu mà không ra. Nó nhiễu mà không ra hả? Người ta nói nó tan cái con đĩa đó nó tan ra, không biết là tan kiểu gì. Nó không ăn uống gì luôn á, đâu ăn uống gì được đâu anh sao. Này là nguyên chất luôn á, một đổ vô đây cho em, xong mình sắp thêm miếng nước. Được rồi, để mình rửa. Nguyên chất mua cái mực ong đó 700.000. Nè, đây nè. Để em ấy tới không. Đổ mà ong vô hả? Ờ. Em đổ. Em dính lên, dính lên. Ui dồi ôi. Thôi được rồi. Để cho nó hít. Không biết là nó có ra không chị. Cho nhiều người nói bọt đổ vô là nó cái con đó nó tan nó thành nước. Thôi kệ nó đi sao. Kệ. Đó. Ăn một ong luôn. Quá ngọt đỏ quá đã. Ăn chút khác nước. Cha mày. Trong rừng cũng có mực ong mà đúng không? Trong rừng ý là nhiều khi nó cũng ăn được mực ong mà. Anh tính nói rảnh là hàng cho nó cái chuồng này nè. À anh Sáu. Trời ơi. Anh Sáu giờ từ từ hẳn về đi vô cắt mấy cái thanh để làm ấy. Anh Điệp mượn mấy hàng với mấy cắt đi qua bên Long Thành. Mấy thanh gì? Mấy cái thanh mà làm thùng ấp tự động, thùng ấp tay á. Chứ không thôi đi rồi đâu có máy cắt đâu. Anh Điệp đem đi máy hàng máy cắt đi hả? Ờ, chết chứ. Ừ. Tranh thủ. Đó mọi người.
Út đã cố gắng hết sức luôn á, nhưng mà giờ không biết làm sao biết là nó có vô hay không ta. Làm sao? Tội nghiệp quá à. Nó đang ăn mật ong rồi mọi người. Út đổ mật ong vô cho nó ủi cho nó tan cái con nó ra mà nó ăn nè. Tội nghiệp không mọi người. Con này nếu mà mình không nuôi nó là người ta sẽ làm thịt nó. Mà giờ không biết làm sao mà cứu nó nữa, cái con nó nằm đâu rồi. Đây là cái cách mà Út thấy là rất nhiều anh chị cô chú gọi điện về thật sự, trời ơi. Hôm qua nay Út bị chửi te tua tơi tả luôn, anh chị cô chú gọi điện Út không được á, đặt hàng cũng không được mà nhắn tin Út không có trả lời. Có em quản lý em trai của Út nó nghe điện thoại, nó nhận cuộc gọi nhận tin nhắn đồ mà mình nó không có trả lời kịp á, xong rồi bà con gọi gọi chửi y xì đù. Nhưng mà thật sự là Út mấy ngày nay là Út cứ theo con này hoài à. Giờ mọi người biết không, mà mình mà để nó, mọi người coi này, mình mà để nó dữ lắm, mình mà để nó vậy thì nó tội quá, cho nên Út bỏ công ăn việc làm hết. Út ra đây, Út ngồi Út chờ đợi nó mà không biết làm sao hết. Đây là hai cái cách mà Út thấy ở trên rất là nhiều anh chị cô chú thương Út xong rồi gọi điện cho Út nhiều lắm để chỉ cái cách làm á. Thì đây là cái cách mật ong là ché vô nhiều nhiều, hồi nãy Út bơm hơi nhiều, mọi người thấy Út bơm không, bơm quá trời luôn á, nó hít vô mà nó trào ra luôn á, là để cho nó tan cái con đĩa đó ra. Cách thứ hai là lấy vôi vôi sống đổ với nước xong rồi lấy lắng cái nước lại xong rồi bơm vô xi lanh rồi bơm vô mũi. Nếu mà Út làm cái cách này nếu mà nó không thành công á, thì sẽ Út sẽ sử dụng cái cách cuối là bơm vô mũi. Nhưng mà nếu mà không được nữa thì Út sẽ chắc phải phải mua bao tay đồ á để cho rừng cạp mọi người. Cái này là cái con rừng rặc, với lại nó đang đau, nó đang khó chịu nên nó cực kỳ nguy hiểm luôn. Nên nếu mà nó cắn vô tay đồ là không có làm việc được luôn mọi người, thì sẽ là phải cột hai tay hai chân nó, với lại là cột băng cả cái miệng nó lại, xong rồi Út sẽ ngồi đợi á. Nhưng mà sợ băng cả cái miệng nó lại thì nó không có thở, thì cái con đĩa nó không có chui ra, nó khổ vậy chứ. Hy vọng cầu trời cho nó chui ra đi, tội nghiệp. Cái thằng bé này cả ngày này nó chỉ uống nước thôi mọi người, Út bỏ chuối với bắp nó cũng không ăn nữa, tại cái con nó cứ tục ra tục vô, nó khó chịu vậy mà. Nhưng mà bây giờ thì nó đang ăn ăn mật ong nè mọi người. Em ơi, mấy ngày nay là nó đuối lắm rồi mọi người ơi, bà con ơi. Để em vô. Nói đợi em xíu đi. Đây. Út đi vô. Rồi rồi chút nữa. Chút nữa Út sẽ đi ra Út coi thử coi. Nó ra mọi người, nó đang chui ra. Nơi không có tan được mọi người ơi, đây nè mọi người thấy không, nó vẫn nằm ở đó, chắc fail rồi, chắc không thành công rồi. Út thấy nó ra, nó chui ra mọi người ơi. Này lúc mà cái con nó chui ra là cái thằng này nó ngơ ngơ ngáo ngáo vậy đó. Mọi người đợi Út xíu nha. Có bé anh tới coi men. Đây men, men cấp 1 nè. Cái này nè. Đây là để chị khuấy khuấy cho em coi. Cái này là men này chắc cũng phải hơn 10 ngày rồi đó, mà chị không có mở ra nha. Mình mở ra coi coi là nó sẽ tan ra. Đây nè, để nó lên men mạnh ghê không. Đây là mật tỷ đường nè ha. Thì men chị đang khuấy đi em, khuấy đi em, khuấy thoải mái. Chị đang lấy con đĩa ra, bà con chị là xịt mật ong vô mà không biết có ra được không. Trong đó là họ nước không á à? Nước men thôi, nước men cấp 1 á. Bà con đợi Út xíu nha. Hôm bé ở gần nhà, ở gần cách trại Út á, mấy chục cây nó tới, nó lấy mật đĩa đường mọi người, làm gián đoạn. Mà không biết cái con nó giờ đâu mất tiêu rồi. Nó ra chưa em?
Đây mọi người này, không biết nó ra chưa, ra chưa em? Út cũng bỏ tay luôn á. Thôi tung tung làm gì, ra chưa, nó chưa ra chưa con? Giờ không biết có ra hay chưa thiệt tình. Ôi dữ quá, uống nước không? Uống nước đi cả khách nước. Cái con nó ra chưa? Không ra thì Út cũng bỏ tay luôn, chứ giờ không biết sao luôn. Chưa có thấy mọi người. Hồi nãy thấy nó lòi ra mà có cái chị, có con bé kia nó tới chạy nó mua mực để đường, xong Út đi ra tiếp, xong rồi giờ không thấy nó đâu. Không biết là nó có ra không nữa. Mai mà nó không ra chắc anh em mình đè nó ra nhỏ nhỏ vôi mà không được nữa chắc phải mua dây băng băng quấn á, quấn tay quấn chân quấn mõm lại. Thì đó chứ giờ bó tay đau đầu ghê luôn. À sao bê cái này rào lại rồi coi. Chị hai, chị ba nhà Út mới về đây nè. Mấy bữa nay Út bận quá. Đây, hai chị đại nhà tôi. Đây mọi người, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy. Đây, đây là chị hai kia nha mọi người. Kia là chị ba. Út quay cho bà con coi nha. Mấy bữa nay Út muốn quay cho bà con coi rồi, nhưng mà thực sự là Út lo cho cái thằng kia quá, cho nên là không có thời gian. Đây, đây ha mọi người. Này đấy, mọi người thấy nhìn giống ba giò không? Đấy. Ui, cực kỳ hung dữ. Nào mọi người thấy, bà con thấy cái đâu rồi, để tắt cái flash đi. Thấy cái tay Út không? Tay Út đây nè. Đây là mọi người đang bị thương, chảy máu, với lại là bị trầy da là do nó. Nè, cái tay đây nè, đây. Mà giờ tối rồi nó không thấy. Là do cái chị đại nè. Hung dữ khủng khiếp. Một tạ mọi người đúng 100 kg. Còn chị ba là 50 kg. Đây. Đây ha. Đó. Đây là chị hai với chị ba nhà Út đó. Mọi người thấy ghê không? Hung dữ lắm. Đây. Ba giò thì nằm bên cạnh này. Thì ba giò ở đây. Ba giò. Ba giò ơi, ăn bắp không? Ba giò với mấy đứa này nó thích ăn bắp luôn mọi người. Để Út đi lấy bắp cho nó ăn. Mọi người biết không? Hồi chú coi qua camera. Kể mọi người nghe câu chuyện này mắc cười lắm. Út làm ở trại chung với ba Út. Mà Út nói là mấy con rừng rạc đồ là để Út cho ăn cho, ba đừng cho ăn. Mà ba Út là cứ... Đây đây, cho mọi người. Ba Út là cứ... Cứ không để ý là cứ cho nó ăn mọi người. Trời ơi, Út nhìn Út thấy trời ơi. Út la làng lên. Ông giận quá, ông bỏ về luôn. Tụi này nó thích ăn bắp lắm mọi người. Đấy. Cái chị ba này là chị thích ăn trái cây rồi thôi, chứ không có thích ăn chưa có chịu ăn cám hay là gì hết trơn á. Khó chịu cực kỳ luôn. Này. Đây nè bà con, thấy không? Đây, chị ba đẹp gái. Đẹp gái kinh khủng luôn. Cái bờ mà trên lông của bả mọi người là cái màu mà giống như màu mà nhuộm tóc highlight á, màu bạch kim á mọi người nha. Nhìn nè. Còn cái bà chị ba này thì thôi, siêu hầm hồ. Hung dữ quá. Tôi có làm gì mấy người đâu, cho ăn cho uống nước thôi mà. Nước bỏ vô là hất đổ, thái độ lắm ha. Coi chừng á. Đang mang bầu mọi người. Nhảy với rừng rặc Nam Cát Tiên. Bầu nay được bầu nhảy bữa, Út có ghi ngày mà quên rồi. Nay là được 2 tháng hơn rồi đó. Còn bà này cũng nhảy luôn. Mới cứng bầu thôi. Là nhảy tháng trước thì tháng nay không có thấy rỡ lại thôi. Thì đây. Đó mà giữ kinh khủng. Mỗi lần mọi người thấy không, Út cho ăn rồi phải bỏ cái cây nè. Còn ba giò, dậy coi. Đàn trai của tôi. Đàn trai năm ấy. Kén ăn nhưng mà không. Đi ra coi. Làm sao, thái độ với tôi hay sao? Tôi vô lấy nha. Lấy đồ ăn được không? Thôi nha. Đưa cái đây đây. Đưa cái đồ ở đây, Út ở cho ăn nè. Kéo ra đây.
Mọi người đợi Út xíu kéo ra lại nha. Hành. Đấy. Cực kỳ thích ăn bắp. Đó mọi người nghe, thấy ba giò. Đấy. Ăn bắp thì khoái lắm. Tụi này nữa. Đây. Sao? Thôi mọi người thấy không? Cực kỳ hung dữ luôn. Hung dữ quá. Đó, chuẩn bị để nó táp cái cây gỗ rồi mọi. Đấy. Mọi người thấy không? Đây. Tự nhiên đam mê cái này chi giờ chơi trò đau tim, đau đau tay, đau chân. Trời ơi, để ông để máy đây cho mọi người coi nha. Nó siêu siêu đại ca luôn. Quạng mà nó rớt mình luôn á mọi người, mai mốt nó đẻ không biết ai mà cứu nó nổi nữa. Ai mà tiếp nó nữa nữa. Sao? Nói chuyện với tôi hả? Giờ làm sao lấy cái đó này? Hung dữ vừa vừa á. Quá đáng à. Giờ ăn bắp không? Ghét cái mặt. Biết heo. Cái dòng này sao nó thích ăn bắp ghê á mọi người. Bắp nó nhai rạo rạo rạo. Đây. Thấy bà con thấy đỉnh không? Đẹp gái. Ui ui. Hề luôn, cực kỳ đau tim luôn mọi người. Thôi bả kìa, mọi người thấy bả không? Ăn ăn đi. Lấy nước cho uống nha. Mỗi lần cho nó ăn là toát mồ hôi luôn á mọi người. Đó. Đây. Bà chị ba đây. Mọi người thấy tóc của bà chị ba đẹp ghê không? Đẹp ghê hết mọi người ha. Mai mốt đẻ ra bà chị ba này á thì mọi người biết không, à, heo á thì F1 là máu thấp nhất, rồi tới F2 là máu cao này, F3, F4. F4 là cực kỳ đỉnh luôn, gần như là heo rừng luôn á mọi người. Nhưng mà thường thường á mình đổ lên heo máu cao á thì mình chỉ để chơi thôi, chứ còn mà hoặc là để đổ nọc làm giống á. Và chứ còn mà nó đẹp như này nè. Nhưng mà nó dữ lắm. Mỗi lần mình chăm nó khó hơn. Nhưng mà thực sự Út cứ tự nhiên cái bước vô cái heo này cái bắt đầu mê. Mê cái giờ mọi người thấy không? Đây. Con này F3 nhảy với rừng rạc là ra F4 là siêu siêu hiếm luôn. Còn bà kia là F2 nhảy với rừng rạc là ra F3 kìa. Đó. Cho mọi người coi nha. Đấy. Hôm bữa mấy đứa này về là về nay được 3 hôm rồi, 2 hôm mà mọi người. Thì về là lúc 3 giờ sáng là nguyên cái đêm đó là xe tải đi ngày hôm trước tới hôm sau mới đưa tụi này về được mọi người. Ngồi nha. Ngồi đây thôi mà. Ngồi đây tải mọi người, video hơi dài nhưng hy vọng là bà con xem đến cuối video để nghe Út tâm sự ha. Thì cái hôm đó là mấy ta? Ngày sáng là 4 giờ sáng là xe tải của Út thuê là đi lên tới Đắk Lắk, Krông Bông, Đắk Lắk. Xong rồi rước hai đứa này về, xong rồi mới ghé ở ngã tư Chân Thành Bình Phước á, rước thêm ba đứa rặt luôn về nữa. Thì ba đứa đó thì ở video sau sẽ cho một người chiêm ngưỡng tụi nó, nhưng mà video này hơi dài rồi. Nói chung là hai ngày liên tục Út mất ăn mất ngủ vì tụi này. Và bây giờ vẫn đang trong cái quá trình theo dõi tụi này thôi mọi người. Tại vì di chuyển, thời tiết cũng như là thức ăn á, cho nên là rất là lo lắng. Nhưng mà Út sẽ cố gắng ghi lại hành trình của mình để cho mọi người có thể xem được. Cũng như là sau này á, thì Út sẽ có kinh nghiệm hơn khi mà di chuyển heo từ trại này qua trại khác á, thì Út sẽ chia sẻ lại cho bà con mình. Thì heo á, Út thấy nó có những cái bệnh này nè. Một là nó ho, hai là nó tiêu chảy. Và cái vấn đề tiêu chảy là cực kỳ quan trọng luôn, nó sẽ gây suy con heo và gây tử vong con heo. Thì Út đang theo dõi những cái con heo này và xem xét lại những cái quá trình mà mình chăm sóc tụi nó như thế nào để chia sẻ trên cái kênh YouTube của mình cho mọi người có thể tham khảo ha.
Và nếu mọi người yêu thương Út thì nhấn vào nút đăng ký cũng như là để lại bình luận bên dưới để trò chuyện với Út nhiều hơn nha mọi người. Mọi người ngắm lại chị hai, chị ba một lần nữa nha. Đây, mọi người thấy đỉnh không? Bye bye. Nếu mọi người yêu thương Út thì nhấn vào nút đăng ký cũng như là để lại bình luận bên dưới. Nhưng mà mọi chi tiết liên hệ đặt hàng thì gọi điện qua số điện thoại 0769990309 hoặc 0976629090 nha mọi người. Trứng ruồi đến đen hay là máy ấp trứng thì Út vẫn ship hàng đi đều đều, nhưng mà bà con mình thấy Út trả lời hơi lâu thì do thời gian này là Út đang chăm sóc đặc biệt cho cái chàng trai đầu video á, cho nên là mọi người đừng có giận, đừng có la mắng tội Út lắm nha mọi người. Thực sự Út rất là áp lực luôn khi mà bà con la mắng mình á, nhưng mà giờ không cứu nó thì mình thấy rất là áy náy luôn, cho nên là Út phải bỏ rất nhiều thời gian cũng như là tâm trí để mà lo cho cái thằng nhỏ hồi nãy. Thì hy vọng bà con mình sẽ cảm thông được cho Út nha. Bye bye, hẹn gặp lại bà con nha.